Xin chào độc giả của báo Lao động. Tôi là Anh Thơ, là diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Tôi xin chấp nhận thử thách 3 phút với người nổi tiếng. Là cảnh tay của tôi với cả lão Lưu chửi nhau tại phòng của lão Lưu. Thối kinh khủng, nóng kinh khủng và quay nhanh kinh khủng. Ấn tượng là tôi thường xuyên phải nhịn uống nước từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối vì lúc đó nhà vệ sinh không mở cửa. Thực ra mật bí riêng là ngay lúc đầu tôi vẫn đang lưỡng lự không biết là có nên nhận vai hóa hay không, vì lúc đầu sản xuất chỉ gửi cho tôi có 10 tập kịch bản thôi, và 10 tập kịch bản đầu tiên thì vai hòa chưa có cái gì để diễn cả. Nhưng tôi nghĩ rằng tại sao chị lại mời em, thì sản xuất có trả lời rằng đâu chị không biết mà ở trên nói thế. Và câu ở trên nói thế đã cho tôi nghĩ rằng là nếu như vậy thì vai hòa này sẽ còn nhiều đây, thôi cứ nhận đi, may ra thì có cái gì để diễn. Và đúng thật, tôi quá may. Thường thì họ rất yêu quý tôi. Và cái ngày quay cuối cùng tôi nhớ rằng là đạo diễn có nói với tôi rằng là anh nghĩ là khán giả họ phải ghét em lắm cơ, hóa ra là cũng không ghét lắm đâu nhỉ. Thì tôi nói với cả anh đạo diễn là bởi vì là em diễn đúng người mẹ mà, người ta yêu con gái thì người ta chửi thế thôi. Nhưng mà thử tất cả những người mà có con gái mà trong hoàn cảnh như thế xem có cư xử giống em không. Vì vậy họ chửi em xong thì họ lại yêu em thôi. Đầu tiên khi được nhận 10 tập quản bản phim thì tôi nói thật, tôi đọc liền một mạch nhé, không uống nước, không ngả lưng, không ngả ngốn. Tôi ngồi một mạch trong phòng khách nhà tôi nhớ là tôi đọc liền một mạch 10 tập rồi tôi thấy ôi sao cái kịch bản này hay thế nhỉ. Và khi quay lại cái vai Hòa thì nó chưa có đất diễn gì cả. Tôi bảo thôi chết rồi, kịch bản hay này mà cái vai mình nó đang như này thì không biết là có nên nhận lời không nhỉ. Nhưng mà có lẽ là phải nhận lời, vì kịch bản hay, đạo diễn giỏi, thì không có lý gì mình lại không làm cái ekip giỏi như thế này thì phải làm thôi. Vai nào tôi cũng thích cả. Vai anh Lưu thì quá hay, vai Luyến thì quá mê, vai bà Tình thì tuyệt vời, vai Bát thì xôi, hay không? Nó phải cực cực hay đúng không? Nói tóm lại là vai nào trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao đều có đất diễn cả và vai nào tôi cũng yêu hết. Tôi thấy cũng đều hay mà. Tôi thấy vai nào cũng làm tròn vai. Và tôi nhớ nhá, anh đạo diễn có nói với tôi một câu là cái phim của anh ấy là nhân vật chọn diễn viên. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Tức là họ, tất cả các vai họ đều làm tròn cái vai diễn của mình. Thế thì tức là vai diễn nào cũng đều hay cả. Tôi nói thật là tôi thấy vai nào cũng hay, nên tôi trả lời là vai nào tôi cũng thấy ấn tượng.